Thu Hà làm nghề gì? Dạ, giờ con đi làm ngoài thôi chứ chưa. Con học ngành gì? Dạ, con học môi trường. Giống thầy à? Dạ. Công nghệ môi trường à? À, không, quản lý môi trường. À, quản lý môi trường. Học làm sếp môi trường à? Dạ, con có làm theo đúng rồi rồi. Dạ, con làm bên tài chính. Nhưng mà không có làm theo công ty mà làm ngoài thôi, làm công tác viên. Số mình là Thái Dương Cự Môn, là số làm marketing đấy, và sau này làm tài chính là một này, làm về bất động sản là hai. Cung đường trai của mình đẹp, có song hào đóng đấy, nữa là tư vấn buôn bán đất cũng được luôn nha. Nhưng bán đất thì được, còn ở đất thì xấu vì có phong thần đóng cung đường trai. Đất bán thì được nhưng đất ở nhà mình thì xấu. Yên tâm, số này sẽ thành công thôi, đẹp hết, thi đỗ đại học là rồi, xuất chúng rồi. Chồng ngoan, con thì giàu, huynh đệ cũng tốt, có hiếu với cha mẹ. Cung tài bạch của mình đến đến vận 36 giờ ra kiếm khá tiền, chả cần 36, 26 thôi, sang năm thôi. Sang năm là đã toàn sẽ sao chính tinh sáng rồi này. Rồi sang năm là có sao kết hôn rồi này, Thanh Long này, để lấy kết hôn năm 29 tuổi này. 28, 29. Chồng tốt lắm nha. Tất cả những sao mà cũng có là từ 15 tuổi tới bây giờ là tâm lý của con nó cũng có được ổn định, là giống như con cảm giác như tự quả mà nó ai theo. Ok, thầy viết vào đây là ai theo nhá. Sau ra nói cái chuyện mà đấy, cô chị hôm trước thầy cứu chị đấy, đấy là cái chị vừa áo xanh này đó, chị tự tử mấy lần đấy, ra chị chia sẻ cho tại sao thoát áo xanh rồi đó, chị áo xanh xinh đẹp nhất ở trong này này nha. Đó, rất đơn giản, tán ra nói chuyện với chị, xong gặp đứa này chị Huế chia sẻ cho chị cái điểm sáng vì sao mà thế và cách thoát ra như thế nào để xinh đẹp như chị. À, thầy có hỏi cái nữa, con có phục binh hay phục đức là có bị làm sao này? Phục binh nó cái đấy nữ thì không sao lắm, nam thì chết luôn đấy. Chỉ cần hóa giải cái vong thần nó cũng liền trạch thôi nha. Vương Thị Thu là ai? Chị gái con. Chị gái làm nghề gì đó? Làm ngân hàng. Chị gái này có lá số cũng khá này, sau này có quyền lực này, có quyền tại mệnh thiên lương mà gặp tuần, ở đây gặp tuần mới tốt. Và chị đã gom được nhiều đất cát điền sản lắm, và trong điền trạch của chị cũng giống mình, cũng có sao cô thần phong thần ở đấy. Chị này muốn làm ăn tốt thì hóa giải những cái tròn sao cô quả nằm cung điền trạch đi nha. Và thân cử chị cơ tài, nhưng mà tài của chị là nhật nguyệt tranh đấu, may quá lại có tuần triệt và hóa kỵ thì sẽ có số được giàu có. Nhưng mệnh của chị cả không khiếp chiếu thì nó sau này sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh, hay bị ốm đau chân, sau này dễ bị đau. Bây giờ trẻ thì chưa sao, lớn lên lo chuyện chân nha. Mấy đứa con rồi? Ok, đẻ xanh đi, đẻ thêm vì tận ách có cùng đào hoa với sao thai, nó cùng tận ách thì sau này khó mang bầu lắm, càng đẻ nhanh thì càng tốt. Chồng làm nghề gì? Nhà chồng giờ không có làm, nghỉ việc rồi, ở nhà. Thầy nhìn trong lá số này, chồng cũng chồng sáng lắm, thiên cơ cự môn ấy. Cũng là cái chòm sao mà đi làm về kinh doanh, marketing thôi, đừng làm về kỹ thuật. Đấy, có hóa lộc ở đây là buôn bán được này. Chắc là gia đình này không quan tâm đến việc tâm linh cúng bái bên trong nhà này là... Không, cũng có nghĩ tới cái việc mà có vong em nhưng mà lại không dám, không dám cúng. À, không dám cúng à, cầu siêu hết cho họ đi nha. Thì bạn gia đạo sẽ làm ăn tốt ngay. Và cứ để như này là họ càng phá nữa. Mà gia đình không có hạnh phúc gì đâu. Vợ chồng có cãi nhau biết không? Vì cô này, cô cung cô thần đâu cung điền trạch thì bao giờ bị thế. Rồi cung chồng của cô có tà phù hộ bật phục binh như này, dễ thêm đời nữa hoặc là dễ thêm bồ bịch này. Nên phải giải ngay những cung điền trạch rồi cung... cung phúc đức của cô này nữa, có phục binh này, giống hệt mình. Nhà hai đứa gái? Dạ, ba chị em, có một anh, có một anh trai nhưng mà mất. Đúng rồi. Đấy, nó do nhà mình bị trùng tang, phục binh đóng cung phúc đức mà. Âm binh nó cứ bắt con cháu, nhất là con trai nó bắt, con gái thì không sao.
trái này chết. Mình trong cung Phụng Đức là dã man lắm. Lúc nãy thầy nói rồi đó, trai là chết mà. Cục binh là đóng cung hình đại có sao mà. Đệ thì nó là có dòng khác. Thầy vừa nói với bạn này là trai là chết mà, chết ngay. Thì cái này nó mang tính chất hệ thống âm rồi, Phụng Đức rồi. Thầy có thể giúp cho mình tươi tỉnh trở lại, vui vẻ trở lại, để hết trầm cảm, ok. Còn việc phụ âm đấy thì chúng ta để giải được nó, thầy phải có danh sách gia tiên của mình này, nắm đời này, triệu hồn họ lên này, gọi những âm binh sân hận với họ hàng con cháu đến giải cho họ đi, giải oán kết. Thì tốt nhá. Việc đấy thì khi nào mình có điều kiện thì mình làm. Ra nói chuyện với trợ lý của thầy, các bạn sẽ hướng dẫn. Đấy, còn chị ấy, chị biết trong đất của chị có ma rồi thì giải ra thôi nha. Ra đăng ký với các trợ lý của thầy, các bạn sẽ hướng dẫn cho cách giải ma ra trong đất một cách nhẹ nhàng, không đau đớn tí nào nha.